Hello, welcome back to my channel of Stats Critical. Okay. Thank you.
Mình sẽ vào lại xem, tự nhiên không có tiếng. Ok, let's go. Five right, four left.
Sir, rushing you. Thank you.
Thank you.
Let's go. Gần đây có một trạm gì đó. Trạm này trạm nghỉ chân rồi. Mình sẽ rửa xe. Và cứ thế các bạn sẽ đi thẳng đến một điểm đích cuối, lúc đó thì các bạn sẽ lại tiếp tục đi chở hành khách đến nơi đã chỉ định. Sau đó các bạn sẽ kiếm được tiền, thì đó thì các bạn có thể nâng cấp chiếc xe của mình ngon lên, hoặc các bạn có thể độ cho chiếc xe của mình đẹp lên, đèn led hay gì đó. Ok rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.